Xin kính chào quý vị. Thì hôm nay chúng tôi đang ở chỗ này là khu dân cư của xã Tân Lâm. Đó. Khu dân cư mặc dù là cũng có thể là hơi thưa thưa dân một chút, nhưng mà nhà dân này, đó. Bên này nhà dân này, đấy. Xong rồi chỗ này cũng nhà dân luôn này. Đó. Nên khu này là khu dân cư, vườn cây các thứ này được này. Mặc dù là còn hơi hoang sơ, đường này là đường nhựa. Đường nhựa 6 mét hiện hữu nha quý vị, vừa mới làm xong ạ. Thì ở phía này vừa nãy tôi đi từ phía này vào là ra một cái đường nhựa cũ nhưng mà vẫn còn tốt. Thì cái đường ấy là quy hoạch đường 12 mét trong năm tới này sẽ làm. Thì thông tin thì được một số được các bạn địa dịch vụ địa phương truyền đạt như vậy. Khu này khu dân cư, cách từ đây ra cái đường 12 mét ấy chắc lúc đó khoảng 150 mét, đường ấy nó hơi cong nên tôi cũng không quay được cái chỗ đường ấy. Đấy, khu dân cư này, đang có karaoke ca nhạc các thứ này. Đấy, trước mặt đây thì cũng là nhà dân này, thì có một cái lô đất ở đây bán nha quý vị, lô đất mặt tiền đường nhựa này luôn. Chỗ này lô đất nó là cái lô rừng cao su này thì bắt đầu từ khoảng giữa này. Đây bắt đầu từ cái giữa cái chỗ cây tiêu với cây cao su này sẽ có một cái hàng ranh. Giữa cái vườn tiêu và rừng cao su này thì là đất của mình là vườn cao su. Đất mình vườn cao su thì mặt tiền của cái đường nhựa này được hơn 50 mét. Hơn 50 mét, sâu đâu đó khoảng 150 mét và nở hậu nhé quý vị. Nở hậu. Đằng sau sẽ có một cái đường đất. Hết vườn cao su này thôi hả em ơi? Anh nhìn từ đây đến cái đoạn cuối kia nhìn không được 150 mét đâu. Em thử xem lại sổ xem. Bởi vì cái này nó nở hậu ra nó to như thế mà. Lô đất phía đằng sau là có một cái đường đất nữa nha quý vị. Lô đất hai mặt tiền luôn. Khu này khu dân cư nên được thổ cư. Ở đây là 9 xào 9.200 m2. Giá chủ đưa ra là 290 triệu một xào. Đó, 290 triệu một xào. Thì nếu mà một hectare thì thành 2 tỷ 9. Cái này trừ đi 0,8 xào thì bao nhiêu đó? Đã khá là 2 tỷ 7 mấy đó. 2 tỷ 6 mấy. Đó. Toàn bộ nhà cửa khu dân cư. Bên hông này có một cái đường, à không phải, cái này là đường vào nhà người ta thôi. Đó. Đây là một cái bên cạnh này thì một cái nhà vườn. Nhỏ nhỏ như vậy. Dân cư ở xung quanh ở trước mặt. Mặc dù là trồng cao su thôi nhưng mà quy hoạch khu dân cư nên lên được thổ cư nha quý vị. Đằng sau kia có nhà luôn nha quý vị. Đó, đằng sau này chỗ này này. Trắng trắng đó là cái mái nhà của người ta đấy. Chỗ này nó hơi chói, nó hơi khó nhìn. Thì một lô đất nếu mà ai nghỉ dưỡng với tầm tiền hơn 2 tỷ cộng với lên được thổ cư cộng với đường nhựa cộng với đằng sau có mặt tiền nữa thì đây là một lô đất phù hợp, tương đối bằng phẳng nha quý vị. Cũng cao ngang bằng đường luôn, không thấp hơn, không cao hơn mấy. Thì một lô đất vừa túi tiền với một số người đầu tư cũng được luôn. Nếu mà đầu tư phân lô ra khoảng 3-4 lô, ví dụ đằng trước 2 lô, đằng sau 2 lô, sau đó chia ra cho 4 người 4 nhà thì cũng ok, mỗi người có mấy trăm triệu. 700 triệu là ok hết à. Phân ra được 4 lô lên thổ cư ở nghỉ dưỡng nhà vườn. Cuối tuần về vườn. Ở đây cách Sài Gòn đâu đó khoảng khoảng 110 cây. Cách Sài Gòn khoảng 110 cây. 105 cây gì đó. Cách Vũng Tàu thì khoảng 65-70 cây nha. Quý vị nào đi thì sẽ đi theo đường quốc lộ 51 xong rồi đi vào đường Hội Bài Châu Pha xong rồi đi vào thẳng sang đường Đá Bạc ấy. Sang đường Đá Bạc Phước Tân. Sau từ Phước Tân đi đường tỉnh lộ 328 lên đây. Chỗ này cách đường 328 đâu đó khoảng 3 cây số. Cách đường 328 3 cây số và cũng có thể đi từ lối này đi được sang đường 329 không em? Đó, thì chỗ này nó gần đường 328 hơn nha quý vị. Nếu mà đi đường 329 vào sẽ xa hơn đó, bởi vì 328 329 cách nhau khoảng 10 12 15 cây gì đó tùy từng chỗ. Thì quý vị nào quan tâm thì chúng tôi có thể gửi vị trí Google Map cho nhé. Đường xá đẹp đẽ rồi, khu dân cư rồi.
có thể lên được thổ cư rồi. Đất thì tương đối vuông vắn, tương đối vuông vắn. Ở hậu đằng sau thì lại còn có đường đi nữa, đường, có đường đi và có nhà dân ở đằng sau luôn, xung quanh có nhà ở luôn. Quý vị nào quan tâm thì có thể gọi điện cho chúng tôi. Còn quý vị nào có những nhu cầu khác thì có thể để lại số điện thoại. Còn quý vị vui lòng thì bấm đăng ký kênh. Nếu mà theo dõi ra thì cũng đến 70% gần 80% quý vị xem và xem video và không có đăng ký kênh. Thì nếu quý vị nào quan tâm đến những cái nhu cầu về bất động sản, nghỉ dưỡng, đầu tư hay là làm dự án phân lô hoặc bất kỳ cái gì đó, thì có thể là bấm đăng ký kênh, thì chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm mới, giá nó phù hợp với từng nhu cầu của quý vị. Đấy, xin Bất Động Sản Thiện Nhân xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.